cuốn sách vừa mới xuất bản. Cũng liên quan đến vấn đề Biển Đông thì trong thời gian vừa qua liên tiếp những vụ việc hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông được lồng ghép trong các sản phẩm sách vở hàng tiêu dùng của Việt Nam, báo động về ý thức cảnh giác của người dân đối với vấn đề chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Để kiểm soát và ngăn chặn điều này thì bên cạnh việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước thì mỗi người dân phải nâng cao ý thức trách nhiệm, kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng xử lý những sản phẩm, những tài liệu có liên quan đến đường lưỡi bò, góp phần bảo vệ quyền chủ quyền biển đảo của quốc gia. Hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò xuất hiện 4 giây trong bộ phim chiếu rạp Người Tuyết Bé Nhỏ. Hình ảnh này cũng xuất hiện trong cuốn sách hướng dẫn tour du lịch Phượng Hoàng cổ trấn Trung Quốc được giới thiệu cho du khách tại công ty lữ hành Sài Gòn Tourist. Xuất hiện trên màn hình chiếc ô tô nhập khẩu của Volkswagen trưng bày tại triển lãm ô tô Việt Nam. Trong trò chơi điện tử trên mạng Âm Dương Sư, Trinh Đồ. Hay mới đây nhất là xuất hiện trong giáo trình của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông đã vào nước ta bằng nhiều con đường khác nhau. Cái việc để lọt những cái hình ảnh phản cảm, những cái hình ảnh mà nó không phù hợp với luật pháp Việt Nam ấy, là cái việc không thể chấp nhận được. Sự việc như vừa qua thì nó rất tự nhiên thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta không để ý, không cảnh giác thì chúng ta sẽ dễ dàng là như là tiếp tay cho những cái tuyên truyền, hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước và cách mạng. Theo các chuyên gia, thủ đoạn tinh vi đưa bản đồ có hình lưỡi bò phi pháp vào nhiều sản phẩm văn hóa, tiêu dùng như trên, chứng tỏ đã có một chiến dịch tuyên truyền bản đồ đường lưỡi bò phi pháp, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam và chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Xử lý nghiêm, tại vì đây rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Cái bản đồ nó thể hiện không chính xác cái chủ quyền về biển đảo quốc gia. Và do vậy quan điểm của Cục Hải quan là sẽ xử lý thật nghiêm, và hiện tại Cục Hải quan đang phối hợp với các bộ ngành để xác định hành vi vi phạm cũng như là chế tài xử lý. Đây là một cái tham vọng của Trung Quốc, một cái tham vọng rất phi lý, cho nên họ tìm mọi cách để họ tuyên truyền trong nội địa của họ cũng như đưa đất tất cả các nước rằng là cái đường lưỡi bò là chủ quyền của Trung Quốc. Đây là những cái tuyên bố hết sức phi pháp, và gần đây ở trên các cái phương tiện thì họ vẫn đưa cái đường lưỡi bò vào. Chúng ta toàn bộ phản đối và thu hồi, chúng ta không chấp nhận vấn đề này. Theo mình thì mình là người dân bình thường thì rất là khó nhận biết được những cái hình ảnh đấy. Nên là mình nghĩ là các cơ quan chức năng là nên có những cái biện pháp để siết chặt, để cho những cái hình ảnh đó không được phát tán rộng rãi.